Cocomi 90g, tàu hơn 20%, giá 4.500. Mãi mãi là tinh thần, mãi mãi chung một nhà. Dù gió mưa thật cao, đời nhiều phong ba, về đây anh hỡi. Mãi mãi chung vòng tay, mãi mãi không xa rời. Tại sao vậy chứ? Sao hồi xưa cha hiểu, bây giờ cha không hiểu? Hay bây giờ em hỏi thử ổng coi ở công ty mới mình làm gì. Thì ổng nói rồi. Thì ổng nói mình làm cổ đông chiến lược gì đó. Trời ơi, chuyện nghe tưng bừng vậy. Tin nổi không em? Phải ha. Nghe sao lớn lao quá à. Chứ ổng nói xạo quá à. Nhưng mà mình biết làm sao bây giờ. À, hay là anh nói chuyện với ổng đi. Đàn ông dễ nói chuyện với nhau hơn. Rồi, để lát anh hỏi. Ý, nhớ rồi em ơi. Hôm trước anh có hỏi ổng, ổng nói với anh á là ngoài cái chuyện mình làm cổ đông cổ vắng vậy đó, thì mỗi đứa mình còn làm thêm mà trưởng bộ phận gì đó nữa. Ê, vậy cũng được á. Thôi thắc mắc gì, mình lớn tuổi rồi, làm gì mà không được ha. À, chào chị. Chào anh. Có tin tức gì của nó không chị? Vẫn chưa có tin gì anh ạ. Nghe nói thời tiết ở đó đang đẹp nên anh như định ở thêm vài ngày nữa. Cái thằng tình hình dầu sôi lửa bỏng như vậy mà không chịu về. Có chuyện gì quan trọng vậy anh? Xin phép tôi ngồi nói chuyện với chị được không ạ? Trời đất, sao hôm nay anh kiểu cách thế? Anh ngồi đi. Không có nói ở nhà thì tôi cũng ngại chứ. Mà không phải kiểu cách đâu. Bây giờ mình già cả lẩm cẩm rồi. Tôi định nói chuyện này với nó, nhưng bây giờ không có nó. Thôi tôi nói chuyện với chị cũng được. Anh nói đi, xem có chuyện gì quan trọng vậy? Thằng Quý nó về. Giờ tôi thấy nó đứng ở trên đồi trà. Nó nhìn, nó suy tư, nó suy nghĩ cái gì dữ lắm. Một lần thì nó đi một mình. Một lần nữa nó đi hai ba người. Mà mỗi lần thằng này nó về cái đất này là có chuyện lớn đó chị. Thôi, anh đừng lo xa quá như vậy. Thằng Quý bây giờ nó là cán bộ nhà nước rồi, nó cũng phải khác chứ anh. Chị không nghe ông bà ta nói à? Giang sơn thì dễ đổi nhưng bản tánh thì khó dời. Cái thằng này nó hư từ nhỏ mà. Xét cho cùng, thằng Quý cũng là một thằng thông minh. Tôi nghĩ là nó đã làm nhà nước, nó cũng phải nghĩ khác chứ anh. Chị nói chuyện sao giống bà vợ tôi quá. Thằng Ninh á cũng vậy, bỏ nhà đi biền biệt, không có điện thoại về, không biết tin tức ở đâu. Có người nói là thấy một cái thằng sửa xe rất giống nó. Bà vợ tôi đi kiếm rồi. Thế hả? Thế thì tốt rồi anh à. Mà anh ơi, thế thằng Quý nó còn ở đây hay không anh? À, nghe đâu ở bên nhà thằng Mãnh á. Thằng Quý nó về nó thăm anh Mãnh. Như vậy là anh Mãnh sẽ chóng khỏe hơn, chóng lành bệnh hơn anh à. Anh biết không, trước đây tôi cũng rất ác cảm với cả thằng Quý. Nhưng rồi chị Cúc sang năn nỉ tôi tha lỗi cho nó. Chỉ có một câu thôi mà tôi nhớ mãi anh ạ. Chị à, tôi biết tôi tìm chị như vậy thì thật là trơ trẽn. Nhưng xin chị hãy tha cho thằng Quý một lần này đi.
Lần này tôi sẽ Dạ. Chị có biết cái tài sản lớn nhất của thằng Mảnh là gì không? Đó là vợ của nó đó. Đúng. Là một người đàn bà rất là lạ kỳ. Một người đàn bà rất là tuyệt vời. Mà à không, Long cũng có đó. Long cũng có một tài sản rất lớn. Đó chính là chị đó. Anh Tèo ơi, anh không phải lấy cớ khen chị Cúc rồi khen luôn cả tôi nữa đâu. Mà anh Tèo này, có một tin quan trọng nữa, anh không biết hả? Tin gì mà quan trọng chị? Mấy hôm nay, chị Kim xuất hiện ở nhà anh Mãnh, chăm sóc anh Mãnh, tiếp cho chị Cúc đây anh ạ. Cái gì? Kim xuất hiện à? Kim còn đẹp như xưa không chị? À không, mà thằng Mãnh, nó đâu còn được như xưa nữa. Cái thằng. Cha có nghe con nói không cha? Con có về hay không thì cha lúc nào cũng quan trọng đối với con. Sao hồi xưa cha hiểu, bây giờ cha không hiểu? Mãnh à, tao biết ngay mà. Thằng Quý nó về á, nó thăm mày như là đi thăm bẫy á. Rồi cái nó bỏ đi phải không Mãnh? Ủa, thằng Quý mày còn ở đây hả? Vậy là sự kiện quan trọng, trọng đại rồi đó. Vậy là bây giờ mày phải khác hơn hồi xưa rồi, đúng không?
lớn rồi, làm quan lớn thì phải biết lo cho gia đình, phải sống tử tế hơn. Chứ không lẽ tối ngày mày cứ lo cái chuyện mày bắt cha bắt em mày, phải không mày? Con về nghe cha. Ủa, mới khen tiếng vậy bỏ đi rồi hả? Con đi chú Tèm. Quý à, bận việc thì con cứ đi đi, thăm cha nhiêu đó là đủ rồi. Dạ, con đi đây. Ủa, cái bà chủ quán rượu ngày xưa đâu rồi? Mày, mày hỏi cái bà này, bà chưa chấp như sao hỏi tao? Ừ, thì tôi là người chứa chấp đó. Ông có tội có lỗi gì đâu mà quạo chứ. Đói bụng chưa? Cái thằng này đúng là mày đẻ bọc điều, sướng từ nhỏ tới lớn nghe mày. Anh này, nè người đẹp trai, đây là lần cuối cùng tôi rước đó nghe. Đây là nhà tù, là ngôi nhà dành cho những người có tội, chứ đâu có phải là khu du lịch đâu mà mày ra vô hoài vậy, không biết chán hả con? Dượng làm như con thích lắm vậy đó. Cúc ơi, đến đây, đến đây. Con Trang hả? Nó chưa có về. Mà mày á, sao mày bảo thủ quá vậy con? Nghe đồn đâu từ nhỏ tới giờ là chỉ quen có mình Trang phải không? Ủa, mà con Trang á, nó là người yêu của thằng Quý chứ đâu phải của mày đâu. Thôi, tìm người khác mà quen đi nhiều khi tốt hơn đó. Yêu chung với anh chi cho nó kỳ cục vậy? Anh này. Chào anh đi con, đây là Cường cháu của cô. Xe cô Dự mới mua đó hả? Trời ơi, cái thằng này, mày làm gì mà đánh giá cao cô Dự quá vậy? Quán xá dạo này bán được gì đâu, sắp dẹp tiệm rồi mua xe gì biết. Vậy chiếc xe này của ai? Của ông Minh đó, cái ông mà hay tới quán cô Dự á. Sao cái gì cô Dự cũng dính vào ông ta hết trơn vậy? Con dính nhiều là có đó, hai lần con chở vô đây rồi trở ra là đều do ông Minh giúp. Con dính nhiều hơn cô Dự đó. Ủa, vậy là chuyện của con do cô Dượng nhờ hay là do Trang vậy? À, do con Trang nó nhờ. Chứ tiếng nói của cô Dượng làm sao mà quyền lực bằng nó được. Em nghe chi mấy cái chuyện này? Thì em thấy ngộ thì em nghe thôi. Ngộ cái gì? Thì cái chuyện mà người ta giúp anh không thích đó. Thích cái nỗi gì mà thích? Người ta yêu người yêu của mình rồi tử tế với mình, sao thích được? Nói tóm lại là con thích đánh nhau với tình địch chứ không muốn tốt với nhau phải không? Dạ đúng. Ê ê ê, cái thằng này được nha. Tôi không thích cô thay đổi như thế này. Cô vốn là một người đầy quyền lực, thì cô phải biết sử dụng quyền lực một cách hữu hiệu nhất. Chứ như thế này, tôi thấy không ổn chút nào. Cô có nghĩa vụ thừa kế mọi dự định của ông già thông qua Quý. Và cô nên nhớ, Quý là người đại diện cho cô trong chính quyền hiện nay. Cho nên, cô phải biết sử dụng con dao hai lưỡi này. Dao hai lưỡi à? Thank you.
trong công tác cán bộ thì mọi thứ thì được phép cắt nhất và loại bỏ đúng lúc. Sao anh tự mâu thuẫn vậy? Anh vừa bảo tôi có con với Quý, lại vừa gợi ý cho tôi lại trừ Quý một cách thảm thương. Anh đố kỵ với Quý à? Xong chưa chị? Dạ xong rồi. Chị ra mời hai người ngoài đó với ăn cơm. Dạ. Thưa cô, cậu Quý mời hai người vô nhà ăn cơm. Anh Quý về hồi nào? Dạ mới về. Anh có biết tôi ở ngoài này không? Dạ biết. Tôi về. Không nên đâu. Xin mời. Vụ bắt cây cầu qua Long Sơn xong chưa cậu? Chắc là xong. Nhưng tôi có được phép tham gia ý kiến không? Hai người để bữa cơm ngon đi. Em à, cứ để cho anh Hiếu nói, đừng có cản. Tôi chỉ có ý hỏi cậu Quý. Chuyện bắt cây cầu quan trọng cho thành phố và việc thông qua quy hoạch của thành phố truyền thông ở đầu cầu bên kia. Nhưng mà khu trung tâm truyền thông lại liên quan khá nhiều tới bản thân cậu. Liệu có an toàn cho cậu không? Bây giờ thì tôi muốn ăn cơm. Tôi có việc phải đi ngay. Anh Hiếu à, đừng có hâm he tôi như vậy chứ. Cháu thấy đây từ nhỏ khi chúng ta mở ra công ty chuyên sản xuất chương trình truyền hình và một sạp biểu diễn thời trang không? Như vậy là nhỏ đó chú. Nhưng định làm cái gì vậy? Thì sàn biểu diễn thời trang cho công ty truyền thông chứ còn gì nữa. Vậy là chắc chắn là nhỏ rồi chú. Tôi không ưa cái thói trịnh thượng của ông. Ông muốn đánh gục tôi bằng mấy cái trò tử tế để lấy lòng Trang tới khi nào nữa đây? Cậu bé là một người đàn ông tử tế thì không ai đối đầu bằng cơ bắp để làm gì. Tôi không cần làm đàn ông tử tế, tôi chỉ muốn đánh với ông thôi. Ông già rồi, tôi nhường ông đánh trước đó. Nếu đánh thắng cậu thì tôi cũng chẳng vinh hạnh gì, còn thua cậu điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Thằng nhóc à, ai cho phép ông coi thường người khác như vậy chứ? Tại sao cậu cứ mặc cảm coi vậy? Tôi thì tôi rất tôn trọng cậu, còn nếu so với tôi và cậu, cậu chỉ đáng là thằng nhóc thôi, đúng vậy không? Tôi cấm ông không được trịch thượng với tôi. Mặc dù ông đã hai lần đưa tôi thoát khỏi nhà tù, nhưng điều đó không làm tôi dễ chịu và không cho phép ông trịch thượng với tôi. Với lại có điều này, tôi muốn tôi và ông phải cam kết với nhau. Tôi nói đi. Tôi với ông sẽ cạnh tranh sòng phẳng, không có làm bộ làm tịch, tỏ ra cao thượng tốt bụng với nhau. Cậu thấy tôi cần phải làm như vậy sao? Vậy thì tại sao ông đưa Trang đi Tây đi U gì đó mà không có một lời trao đổi với tôi? Đây một điều chưa bao giờ tôi nghĩ tới. Thật đó. Đơn giản, bởi vì Trang có quá nhiều khả năng. Nhưng nếu không có cơ hội thì cô ta sẽ chôn vùi trong cái kỷ niệm mục nát đó và không ai chịu dứt bỏ. Đó là mối quan hệ giữa Trang và anh hai cậu. Anh hai tôi thì liên quan gì ở đây? Ồ, có chứ sao không. Nhưng mà thôi, cứ cho là cái người đó không liên quan đi. Tức là anh hai của cậu sẽ không có mặt trong câu chuyện của chúng ta. Cậu đồng ý không? Như vậy đi. Có một điều mà tôi rất ganh tị với cậu,
là cậu quá đẹp trai và có quá nhiều cô gái đẹp ngưỡng mộ cậu. Riêng cái chuyện đó thì ông không thể nào so sánh với tôi đâu. Nếu tính về tuổi tác á thì ông quá già so với tuổi của tôi. Tuổi trẻ như tôi đã bye bye ông lâu rồi. Còn về cái chuyện đẹp trai hả, ông không thể nào bằng tôi được. Cho nên trong bất kỳ cuộc cạnh tranh nào, đừng đứng gần tôi. Phần bất lợi cũng thuộc về ông thôi. Chắc không? Sao không chắc? Nếu chắc thì tại sao cậu cứ hay câu mâu với tôi vậy? Ông! Em đó à? Không lẽ anh mong người tôi chết ở trong tù lắm hả? Em sao vậy? Lẽ ra anh phải biết tại sao như vậy chứ. Cũng tại em không à. Trước đây thì em ngăn không cho anh khai tất cả mọi chuyện. Bây giờ thì em lại giận anh. Đúng, tôi đã từng nói như vậy. Nhưng khi anh bỏ mặt tôi, tôi rất buồn và rất là hận anh. Sao em nói kỳ vậy? Thôi, đừng có nhắc chuyện đó nữa. Lẽ ra tôi cũng không có trách móc về anh đâu. Nếu như anh có trách nhiệm bảo bọc Trang, không có để cho ông Minh đó đưa Trang đi nước ngoài. Trang đi nước ngoài à? Tại sao đi nước ngoài? Tôi đã nói là ông Minh đã dàn xếp, anh có nghe rõ không? Minh nào? Em nói Minh nào? Anh hỏi chị Hai sẽ biết. Lần trước khi tôi ở tù, chị Hai là một trong mấy người đã nhờ cậy hắn cứu tôi ra. Và lần này cũng chính tay hắn đã cứu tôi ra. Và cũng chính hắn đã làm cái chuyện đưa Trang ra khỏi sự quan tâm của tôi và anh. Nhưng anh hỏi hắn là ai? Tôi cũng không biết. Nhìn vẻ bề ngoài hắn ta là một người tốt bụng. Nhưng hình như cái quan trọng là hắn ta có quyền lực. Quyền lực? Quyền lực? À, anh nhớ ra rồi. Anh biết hắn hả? À không, anh không biết anh ta. Nhưng anh có nghe tên của anh ta qua câu chuyện của chú Thiêm Ba với cô Út. Chắc là bây giờ anh ta có nhiều quyền lực đối với Trang lắm. Tại sao lại là Trang? Rốt cuộc thì tôi chặn đường nào thì mọi thông tin của Trang đều đến được với anh, đúng không? Chị Hai, em biết anh Hai là người có gia đình rồi mà, phải không? Chị không biết Trang là người yêu của em hả? Cường! Em, anh định kết thúc cuộc hôn nhân với em như thế này sao? Trong đầu anh chưa bao giờ có tư tưởng đó. Anh nói dối. Em chứng minh đi. Nếu không chứng minh được thì em đừng nói như vậy. Vậy mấy hôm trước anh đi đâu không về? Anh về Hoàng Long, ở dưới đó có một dự án. Anh đừng nói là ngoài dự án ra anh còn về thăm cha nha. Đúng như vậy. Có một dự án ở dưới đó và anh đã về thăm cha. Anh tưởng tôi tin điều đó sao? Chuyện là như vậy. Em không tin không có nghĩa là nó sai. Anh đang có một dự án tiến hành ở dưới theo gợi ý của em. Nhưng em thì lúc nào cũng cáu gắt, cho nên anh không biết phải nói với em như thế nào. Anh tin là sau đám cưới, ở đây có một gia đình làm thay đổi cuộc sống của anh với em. Hãy cho anh thêm cơ hội. Tôi nghĩ là tôi đã cho anh quá nhiều cơ hội. Cơ hội về gia đình thì, chứ không phải là mỗi lần anh đi làm về, trở về phòng ngủ, anh với em lại đôi co những chuyện mà phụ nữ không nên biết, cho nên anh không cho em biết. Trước khi là vợ của anh, tôi không phải là một người phụ nữ bình thường. Anh biết điều đó mà. Không lẽ anh lấy một người phụ nữ không bình thường và quyền lực, và anh trở thành một tên tù khổ sai, chỉ bị tra tấn mà không có quyền gì cả sao? Anh biết tôi đau đớn nhất là gì không? Anh không biết. Vì anh chỉ coi tôi là một nhịp cầu trên chiếc cầu anh đi. Em thôi đi. Ừ.
Anh mau xin lỗi anh Tư đi. Em thì không cần đâu. Khi nào anh lên thành phố, anh nhớ tới xin lỗi chị ba nữa đó. Em định sống như vậy hoài sao hả Hiển? Cường, em cũng nghĩ là anh phải cầu xin em sao? Không đâu. Làm sao anh có thể nghĩ như vậy được chứ? Em nói thật chứ? Anh coi em là người kiểu gì vậy? Dù em không được học nhiều, nhưng em cũng biết đâu là lẽ phải chứ. Anh Tư, em không chịu được sự giả dối của anh nữa rồi. Anh cũng không chịu được như vậy được nữa. Em cứ sống như vậy hoài sao? Sao vậy Hiển? Tại sao vậy chứ? Tại sao mình muốn quay trở về với người thân mà ngay trong giấc mơ mình lại cũng bị đẩy xa đến như vậy? Có thật không? Sao chuyện này lại tới trễ như vậy chứ? Nếu trước đây mà có thì anh em mình đâu có tan nát đi khắp nơi. Còn mong chuyện này có thật. Cô ơi, Dượng ơi! Cô ơi! Dượng ơi! Gì vậy anh? Chuyện vui của xứ anh. Cô ra đây coi nè cô ơi! Trời ơi, có cái gì mà kêu dữ vậy? Cô coi nè, cô coi đi. Thấy không? Ở dưới mình sắp có mấy nhà máy chế biến rồi. Vậy là sẽ tạo được điều kiện cho thanh niên có công ăn chuyện làm quanh năm suốt tháng luôn. Khỏi phải lên thành phố chụp giật nữa. Không có để cho người ta khinh rẻ giống tụi con. Chuyện này có thật không con? Được như vậy thì cô mừng lắm. Cái này phải có từ đời của cô kìa. Nếu mà có thì cô đâu phải đi. Con cũng đâu bỏ xứ đi như vậy. Phải không? Mà thôi, phước của ai người đó hưởng, hơi sức đầu phân bì phải không con? Vậy là có khi con sẽ về dưới luôn đó con. Chưa gì hết mà về cái gì? Thì cũng phải về dưới coi con làm sao. Chứ chuyện vậy sao ngồi yên được hả cô? Cái ông này đâu rồi ta? Phải báo cho ông mừng mới được. Cô trả báo con. Trời ơi. Rồi đi. Nếu như mà chuyện này thiệt á thì anh Cường đi về quê không có lên đây nữa hả? Đúng rồi. Chị ba, chắc chị cũng biết rồi phải không? Phải chi giờ này mà còn anh Khiêm với thằng Hiển chắc sẽ vui hơn. Chị ba, chị có nghĩ tại sao nhà nước lại ưu ái sứ Hoàng Lâm mình không? Không. Có khi không phải là nhà nước mà là anh hai. Là anh hai đó chị ba. Trước một chuyện vui, em đừng nhắc về anh hai như vậy. Em đừng ảo tưởng quá nhiều về anh hai. Một con người cơ hội và độc ác như anh hai thì làm sao có thể làm những chuyện có ích cho xứ sở, quê hương và gia đình được. Mà nếu có đi chăng nữa thì cũng vì một lần thăng quan tiến chức nào đó mà thôi, không có một chút chân thành nào hết. Em hãy quên đi. Nhưng mà nếu độc ác và cơ hội mà không có một dự định nghiêm túc nào đó thì liệu anh hai có cần phải quyết tâm học giỏi không hả chị ba? Đối với ảnh, tri thức là phương tiện chứ không hề là mục tiêu cho cuộc đời của ảnh đâu. Chị ba, con người ai cũng có xấu tốt.
sao chị cứ nghĩ tới anh hai là nghĩ tới chuyện xấu không vậy? Bởi vì chị và em là những người hiểu rõ về anh hai nhất. Con người của anh hai không bao giờ có thể thay đổi được đâu. Chị mà cứ như vậy hoài, em không có gặp chị nữa đâu. Tại sao vậy? Tại sao vì chuyện của anh hai mà em cứ bực tức với chị hoài vậy? Thôi được rồi, nếu vậy chị cứ ở đây đi. Vậy là cái chuyện này có thiệt không ta? Mà đọc tiếp đi. Đọc tiếp đi. Nói ông ra hơi cũng mày đặt nói. Thì tao đọc rồi đó. Nói chung là như thế này, sẽ có hai cái nhà máy bự, rất là bự ở cái xứ mình. Con cái của mình không phải đi xa nữa. Tụi nó sẽ làm ăn lập nghiệp ngay tại cái xứ sở của mình. Đó, vậy đó được chưa? Hiểu chưa? Anh nói có thật không? Thì báo nó đăng làm sao thì tôi đọc vậy, chứ ai mà biết là thiệt hay là không thiệt. Ông à, ông có nhớ cái chuyện này không? Cái lúc mà ông kêu tôi dò để ông đọc cái bài phát biểu đó, cái lúc mà thằng Quý nó nhận làm cái gì ở Hải Đăng đó, ông kêu tôi dò, nói thiệt cái lúc đó tôi ghét ông vô cùng. Cứ tưởng ông với thằng Quý làm cái chuyện gì không phải. Bây giờ nếu thật như vậy thì tôi mừng biết bao nhiêu. Rồi con Diễm, thằng Cường sẽ về, không đi xa nữa. Anh Tèo, thằng Ninh con của anh cũng sẽ về chăm sóc cho anh. Cái gì? Thằng Ninh? Chị nói là thằng Ninh nó về nó chăm sóc cho tôi đó hả? Ừ. Không dám đâu. Bây giờ là nó mê theo mấy cái gánh hát dạo Sơn Đông á, rồi chuyên môn hát ở gian chợ mấy cái thành phố, mấy cái chợ nghèo á ở thành phố. Tôi đi tìm nó chỗ này thì nó đi qua chỗ khác. Trời ơi, nghĩ sao mà nó về nó chăm sóc tôi, nó còn nhớ tôi là ai đâu chị ơi. Anh nói gì vậy, làm sao con mà không về được? Ôi trời ơi, ông ơi, ông à, ông có sao không? Rất tiếc là chị không làm được gì cho em hết. Thì lâu nay chị vẫn như vậy mà. Em không trách gì chị đâu. Chị thấy thất vọng về anh Hải thôi. Từ khi cha em mất hết quyền lực rồi ra nước ngoài ở, anh mất hết phương hướng, mất hết tham vọng quyền lực, mất hết động lực kiếm tiền, mất hết tất cả. Chán thiệt á. Chị lại khác em. Chị lúc nào mà không khác em. Em biết rất rõ, nếu không thương em thì chị luôn luôn đứng về phe đối nghịch rồi. Nhưng vì thương em nên chị phải cố chịu thôi. Cũng như lúc này, khi anh Hải mất hết tham vọng quyền lực, mất hết động lực kiếm tiền, hình như chị dễ chịu hơn thì phải. Điều đó thì em đúng. Bây giờ em muốn chị thuyết phục anh Minh nắm hết toàn bộ kế hoạch chung và riêng của anh Quý. Lâu nay chị thấy Hiếu hỗ trợ mọi việc cho em mà. Chị cũng biết chuyện đó sao? Chị đoán thôi, nhưng chị không quan tâm nhiều. Chị là một người kín đáo khôn ngoan hay là khờ vậy? Em muốn nghĩ sao thì nó cũng như vậy rồi. Riêng chuyện của anh Minh, em cũng có thể thuyết phục được ảnh mà, đâu cần tới chị. Nhưng mà chị nghĩ người thuyết phục được anh Minh chỉ có Trang thôi chứ không phải là chị. Sao ở đâu cũng có con nhỏ đó hết vậy? Em sẽ không để yên chuyện này đâu. Em đừng phí sức vào những việc như vậy.
Hình như ông Minh đang đầu tư khá lớn cho Trang. Trang được đào tạo ở nước ngoài đó em. Thú vị thật. Một con điếm mà được cất nhắc lên đưa đi đào tạo ở nước ngoài. Ông Minh này hay thiệt. Chuyện thú vị như vậy mà chị không cho em lật bài ngửa. Không được đâu. Chính nó làm cho Quý dở người dở ngọm. Mưu mô chẳng phải mưu mô. Lương thiện cũng chẳng pha lương thiện. Hiền lành cũng chẳng phải hiền lành. Nói thật, Trang và Cường làm em khó chịu lắm. Nhưng em phải cảm ơn Cường chứ. Chị nghĩ ngoài Cường ra, không ai có thể khiến cho Trang quên được Quý đâu. Sao vậy chị? Sao có thể vừa Quý vừa Cường vừa Minh như vậy? Cái đó được định bởi ông trời rồi em à. Em có chống đối lại được không? Đôi khi người đàn bà có quyền lực có thể biến thành người đàn bà có nhan sắc. Nhưng ngược lại, nhan sắc thì chẳng bao giờ là quyền lực đâu em à. Chị làm cho em cảm thấy chua chát quá. Phải có quyền lực thì mới được gọi là người đàn bà nhan sắc sao? Nếu đã như vậy, em sẽ sử dụng quyền lực đúng hơn đó chị à. Thu à, chị không thích em như vậy đâu. Tùy chị. Nếu chị đứng về phe cô ta, tùy chị thôi. Alo. Các em có đến không? Anh nói rồi, anh không thể làm cái trò gián điệp như vậy cho tụi em đâu. Đừng biến thành đàn bà. Nhưng em biết phải làm sao? Chuyện đó em phải tự biết lắng nghe và lựa chọn. Anh không thể khuyên bất cứ một điều gì trong quan hệ giữa em và Quý đâu. Em thất vọng về anh quá. Cũng cần nhắc lại với nhau, chúng ta là những người có học, không nên xử sự bỉ ổi sau lưng người khác, đặc biệt là đối với Quý. Anh khuyên em nên dừng lại đi, nếu như muốn cứu vãn chuyện gia đình. Anh biết gì chuyện gia đình em mà nói chứ. Thu à, đến em cũng tham gia vô ba cái trò mai mối này nữa hay sao? Anh nói tầm bậy. Cậu đánh không lại tôi đâu. Oh!
em không bao giờ được rời xa anh. Em hứa đi, không bao giờ. Anh không được nói ngược đâu đó. Trang, Trang, anh ăn cơm chưa? Anh không ăn, mới uống có một chút ngủ quên lúc nào không hay. Bây giờ anh ăn không? Anh không ăn đâu, anh đi ngủ trước ạ. Em sao vậy? Anh có mệt lắm không? Nói chuyện với em chút xíu được không? Anh nghe đây. Năm nay mình sinh con được không? Anh chỉ lo có hai điều thôi. Một là sức khỏe của em có đủ để em sinh con và nuôi con hay không. Còn hai á, là anh muốn đứa con ra đời mà mình không bị một áp lực nào hết. Áp lực gì vậy? Đơn giản là anh muốn nó ra đời một cách tự nhiên. Vì lý do gì mà anh nói nó ra đời không tự nhiên? Em muốn sinh con mà em không tin anh. Đúng, em không còn tin anh nữa. Nhưng anh muốn biết lý do không? Không có lý do nào hết. Em biết là có. Anh muốn em nói cho anh nghe không? Em muốn làm gì thì tùy em. Anh muốn cô ta xuất hiện giữa phòng ngủ của tụi mình như vậy sao? Bây giờ anh thèm bắt gặp được hình ảnh của em ngày xưa. Một cô gái mạnh mẽ đẩy Trang và cô Thục ra khỏi cuộc đời của anh. Dành tâm quý, em đầm thấm dịu dàng và đau khổ. Còn khoản dành cho anh, lúc nào em cũng như bà già chín chắn sau nhiều năm ở trong tu viện ra. Người đó đang là đối thủ của Tô Thu nhà này. Sao anh mơ dài quá vậy? Tôi không phải là người rất đối diện dông như thế đâu. Vậy là từ trước đến giờ anh đã hành hung quá nhiều người về em rồi đúng không? Vì tôi không thích cái bộ dạng nhếch nhác vô học của mấy đứa em anh. Chứ tôi không hề yêu cái xứ sở hoàng lâm của anh. Cha đánh con không có nổi đâu mà đánh hoài với cái cây cầm của con sông nữa kìa. Quê quá à. Có những khi mẹ tưởng rằng con sẽ không bao giờ về nữa. Lớp dinh dưỡng theo ca bồi cuốn cuốn. Bé thích, mẹ an tâm.